Anh vào công ty còn chưa đến một tháng, cô dựa vào cái gì mà chắc chắn anh có thể giành lại cô từ trong tay người quản lý kim bài của công ty, đem cô qua đây. Không ý thức được mà đẩy đẩy kín mắt, trong ngữ khí có mấy phần cẩn thận, vậy Giang Tiểu Thư có con bài gì để tôi đưa cô đi chăng? Cuối cùng sẽ có một ngày tôi đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp này, đừng ẩn tiên sinh, tôi nghiêm túc mời anh một lần nữa, anh có thể đồng ý hay không? Đường ẩn nhìn người con gái trước mặt đang nghiêm túc giơ tay ra, ánh mắt sau mắt kính âm u đi mấy phần, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm như cũ. Xin lỗi, tôi không có cách nào đưa cô đi được. Thời sinh. Chà. Tên này quả nhiên là không dễ lay động như thế. Cô muốn đường ẩn làm người quản lý của cô, điểm quan trọng nhất là người này sau này sẽ là người vượt qua hẳn sự tồn tại của Mê Lan. Khi đó cô sẽ là người đầu tiên đi cùng với đường ẩn, sau đó muốn có bao nhiêu phong quang liền có bấy nhiêu phong quang anh muốn thế nào mới có thể làm người quản lý của tôi nói điều kiện đi giả vờ thất bại khí chất của thời sinh đột nhiên thay đổi nếu như nói thời sinh phút trước còn là một nữ thần cao quý thanh nhã vậy thì bây giờ cô chính là một nữ lưu manh thuần chất du côn đường ẩn nhìn hai loại khí chất của thời sinh thay nhau hoán đổi như thế ánh mắt dao động đáy mắt từ từ sẫm lại nếu như giang tiểu thư có thể làm cho công ty giao cô cho tôi phụ trách tôi đương nhiên rất nguyện ý đưa cô đi thời sinh ông nội nhà anh lại đem quả bóng này đá lại rồi chút tình cảm lúc trước cô nói đều thành phí lời rồi được anh đợi đi thời xanh nghiến răng đồng ý dù sao thì đường ẩn không làm người quản lý của mình cô cũng chắc chắn muốn anh đi đường anh tôi đi đường tôi với mễ lan đường ẩn không ôm ấp quá nhiều hy vọng mễ lan là người quản lý kim bài của công ty nghệ sĩ đã đến tay cô ta thì không có khả năng cô ta bỗng dưng nhà ra được thế nhưng buổi chiều ngày hôm đó anh lại được gọi đến văn phòng của tổng giám đốc tất cả tư liệu của Giang Vãn, còn có cả một đoàn đội khác được giao tới tay. Người của công ty đều nghĩ gần đây Mễ Lan được phân phối cho một đoàn đội đều là vì những cống hiến của cô ta cho công ty. Thế nhưng anh lại vạn vạn không ngờ là đoàn đội đó được đặc biệt chuẩn bị vì Giang Vãn. Nếu đã nhận được rồi, đường ẩn cũng rất nhanh nhập vai, ngay lập tức xử lý chuyện của Lâm San San. Bối cảnh của Lâm San San vốn dĩ không sạch sẽ, chỉ cần thao tác một chút là có thể rửa sạch cho thời sinh. Đối với nghệ sĩ có được cả một đoàn đội tốt nhất mà nói, đây căn bản không phải là vấn đề lớn. Mấy Lan nắm lấy đoàn đội như thế nhưng lại không làm việc cho Giang Vãn, khó trách cầu không đồng ý ở lại trong tay cô ta. Công ty giao cho một đoàn đội như thế, cô ta lại dám dùng đoàn đội vào việc khác, dường như không thèm để Giang Vãn vào trong mắt, vậy thân phận của cô ta đáng phải cân nhắc rồi. Không cần quan tâm, dù sao Giang Vãn bây giờ đã là nghệ sĩ của mình rồi. Nếu như đã làm nghệ sĩ của tôi, vậy thì quy tắc của tôi hy vọng cô có thể nghe lấy một chút. Đừng ẩn theo thói quen đẩy đẩy gọng kính. Thời sinh không có hình tượng gì mà ngồi lên ghế sofa, quy tắc gì thế. Thứ nhất, bất cứ việc gì tôi đều có quyền biết đầu tiên. Thứ hai, tôi hy vọng cô có thể nói với tôi về kế hoạch tương lai của cô. Thứ ba, nhận bất cứ phim gì, hy vọng cô có thể nghe tôi. Trừ điều đầu tiên ra, hai điều khác đường ẩn đều không cứng rắn như thế, dễ nhận thấy là điều đầu tiên quan trọng nhất. Làm người quản lý, nắm được động hướng của nghệ sĩ của mình đầu tiên là cần thiết. Nếu không đợi đến lúc nghệ sĩ làm ra chuyện gì rồi, người quản lý còn không biết là đã xảy ra cái gì, anh phải làm sao mà ngăn chặn xử lý trước đây. Nói nghiêm trọng một chút, có lúc người nghệ sĩ ngủ với người khác đôi khi cũng cần phải báo lại với quản lý. Thời xanh tùy tiện đồng ý, đừng ẩn nhận ra cô không dùng tâm, thế nhưng cũng không nói gì cả.